Xin kính chào quý khán giả đã đến với chia sẻ thông tin của kênh tin nóng 24 giờ tin Biển Đông. Tiếp tục với vụ án một cục cờ voi xoay quanh tử tù Hồ Sĩ Hải, thì mới đây chúng tôi có nhận được một bình luận của một vị giảng viên đại học của trường Đại học Đồng Nai. Thực sự là chúng tôi cũng chưa xác minh danh tính thực sự có phải đúng như vậy hay không. Nhưng xem qua phần bình luận của chú ấy thì chúng tôi cũng có nhận xét là bình luận rất hay, rất nghiêm túc, mạch lạc, rõ ràng, mang tính chất đóng góp cho vụ án. Chú còn để lại số điện thoại và email. Nếu thật sự là giảng viên Đại học Đồng Nai Hoàng Anh Khiêm đã bình luận cho chúng tôi thì chúng tôi rất vinh dự. Xin cảm ơn chú Hoàng Anh Khiêm đã có những quan điểm của chú về vụ án của Hồ Duy Hải. Nếu quý vị có bất cứ phản biện hay ý kiến gì về vụ án của Hồ Duy Hải thì hãy mạnh dạn để lại ý kiến của mình bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đọc hết và sẽ truyền tải những bình luận hay và có tính đóng góp giữ kín thông tin cá nhân cho quý vị. Tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị lắng nghe bình luận của giảng viên Đại học Đồng Nai Hoàng Anh Khiêm. Thời điểm Hồ Duy Hải tự do, cuộc đua marathon không thể câu giờ khi các vận động viên kiệt sức. Nạn nhân Hồ Duy Hải được minh oan thì toàn bộ hệ thống tư pháp từ Long An đến Trung ương phạm pháp. Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã phải sử dụng thế cờ triệt buộc để tự cứu mình và hệ thống tư pháp quốc gia phát tội danh giết người có tổ chức và kế hoạch câu giờ kéo dài vụ án cán đích 15 năm hết thời hạn bãi nại. Tuy nhiên, hiệu ứng domino sẽ xảy ra sớm và tâm linh quả báo đã và đang trừng phạt. Khẩn cấp, nút thắt bắt đầu từ đây. Tôi khẩn cầu kêu gọi bà Nguyễn Thị Loan và làm đơn kiện tố cáo bà cơ quan tư pháp Long An đã vu khống, truy tố bắt người trái pháp luật, xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự một công dân vô tội. Các nhân chứng, bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải cần hợp pháp và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam hỗ trợ pháp lý, phải ký hợp đồng chính thức với luật sư bào chữa trong phiên tái thẩm. Đơn kiến nghị kêu oan, lan man, rối rắm hay sai sót các thủ tục pháp lý. Số lượng các nhân chứng, văn bản, các luật sư tham gia không có chữ ký, sai ngày tháng, sẽ rơi vào tình trạng bị bác đơn hoặc trì hoãn, kéo dài thời gian xem xét và không có hiệu quả pháp lý, đơn tố cáo phải gửi, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ủy ban Tư pháp Quốc hội sẽ xem xét, phản hồi hoặc thụ lý trong thời hạn 1 tháng theo luật định. Thứ hai, về PQ05, viên giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 2020 đã tiến hành không đúng thủ tục pháp lý, chuyên án Nguyễn Hòa Bình vi phạm nguyên tắc hồi tị, nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là vi hiến. Hội đồng 17 đã xét xử trái luật bị án Hồ Duy Hải theo thủ tục sơ thẩm, không nhân chứng, không chứng cứ tang vật, không có luật sư chính thức, đó là luật sư Trần Hồng Phong, chỉ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình. Đặc biệt, không có mặt bị án Hồ Duy Hải, xử vắng mặt tội phạm phản quốc và tử tội không được nói lời cuối cùng. Ra bản án trái luật là đồng phạm giết người. Tóm lại, PQ05 là vi hiến, không có giá trị pháp lý. Chủ tịch nước và Quốc hội có trách nhiệm bãi miễn chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng hội đồng thẩm phán và tuyên hủy PQ05. Thứ ba, kiến nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về cải cách tư pháp. Vụ án buộc cục cầu voi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp. Giải pháp kết thúc vụ án bê bối bế tắc này chỉ có thể là thành lập ngay một ủy ban bảo hiến đặc biệt với sự tham gia của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Giám sát tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công tố tối cao và Kiểm sát tối cao, giải quyết dứt điểm các vấn đề xâm phạm các hoạt động tư pháp và Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Cả ba cấp tòa đã xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự với toàn bộ hồ sơ chứng cứ ngụy tạo vi phạm pháp luật, ra những bản án trái luật gây oan sai và bỏ lọt tội phạm, cần tuyên hủy các quyết định vi hiến. Tổ chức ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ vụ 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng liên quan an ninh quốc gia tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ tỉnh Long An đến Trung ương. Lý do, Bộ Công an đã không còn trách nhiệm điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Long An không còn quyền công tố, các cấp tòa không còn quyền xét xử hoặc tái thẩm vụ án. Quyền công tố kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đảm bảo tính hợp hiến và hiệu lực pháp lý. Kính chúc Ủy ban Bảo hiến đặc biệt hoàn thành sứ mệnh lịch sử và cải cách tư pháp thành công. Không cần kêu oan, hãy đòi công lý cho Hồ Duy Hải. Bà Nguyễn Thị Loan và gia đình cần đặc biệt lưu ý, kinh nghiệm xương máu, trứng không nên bỏ vào một giỏ, không gửi trứng cho ác, cần tập hợp lưu giữ toàn bộ chứng cứ ngoại phạm hợp pháp của Hồ Duy Hải, văn bản gốc có ghi âm, ghi hình và được công chứng. Cần ủy thác bộ hồ sơ bằng chứng cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên Đại học Đồng Nai Hoàng Anh Khiêm. Tiếp tục với những diễn biến mới xung quanh vụ án buộc cục cổ voi và các diễn biến của tử tù Hồ Duy Hải, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị khán giả một số những nội dung sau đây. Ngày hôm qua, thì theo thông tin từ nhà báo Nguyễn Đức và sự chia sẻ của cô Loan về việc đã rất lâu rồi,
Bốn tháng nay thì cô Loan và gia đình chưa được gặp mặt Hồ Sĩ Hải. Cũng có rất nhiều quý vị khán giả cảm thấy lo lắng, comment bình luận rồi gọi điện và trao đổi với chương trình của chúng tôi và đưa ra những cái nhìn nhận của quý vị. Đồng thời quý vị cũng nêu lên những ý kiến và quý vị cũng đặt ra câu hỏi cho chúng tôi là chúng tôi có những cái nhìn nhận đánh giá sự việc này như thế nào. Thưa quý vị, đối với nội dung thông tin cô Loan đã lên tiếng thì về phía chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài những nhìn nhận khía cạnh của riêng chúng tôi. Thông qua những nội dung xác minh, tìm hiểu, thông qua các mối quan hệ, nên nội dung video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị khán giả ở hai góc độ. Góc độ thứ nhất là sự việc đối với các trại giam nói chung và trại giam nơi Hồ Sĩ Hải đang ở. Thì đã 4 tháng nay trại giam chưa cho gia đình thăm nuôi phạm nhân. Lý do tại sao thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin mà chúng tôi đã tiến hành xác minh. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá về những cái thực trạng cũng như là những diễn biến về quá trình cán bộ quản lý trại giam đối với Hồ Sĩ Hải, những khó khăn trong thời gian vừa qua. Thì trong nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị khán giả hai góc độ để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về sự việc này. Trước hết, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị khán giả một số cái nhìn nhận của chúng tôi về việc cô Loan lên tiếng, đó là 4 tháng nay cô chưa được gặp Hồ Duy Hải. Sau khi nghe những nội dung thông tin này, chúng tôi đã có những cuộc trao đổi dựa trên các mối quan hệ của chúng tôi. Thì chúng tôi cũng nắm được rằng, đó là tình hình chung quý vị ạ. Toàn bộ các trại giam, khi mà họ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đó chỉ là tạm thời thôi thưa quý vị. Mục đích chính ở đây cũng để đảm bảo an toàn cho trại giam và quá trình trao đổi với các mối quan hệ. Chúng tôi thấy rằng những thông tin đấy nó cũng khá là hợp lý. Lý do thì chúng ta chỉ cần lấy một ví dụ rất đơn giản. Ví dụ một người có kết quả dương tính với COVID-19 ghé thăm trại, thì rõ ràng nó sẽ là một mối nguy cơ rất là nguy hiểm. Và nó có thể dẫn đến lây lan cho toàn bộ cán bộ nhân viên và toàn bộ những người ở trong trại giam. Chúng ta thấy rằng điều kiện trong trại giam rõ ràng nó phải đầy đủ các yếu tố như vừa quản lý được đối với phạm nhân mà vừa còn có nhiều công tác trong hoạt động quản lý đối với phạm nhân ở trại giam. Chính vì về yếu tố này cho nên quý vị thấy rằng đối với cái tính chất đặc biệt trong việc kết cấu xây dựng trại giam, nó không thể đơn giản như một ngôi nhà bình thường mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày được. Chính vì yếu tố đó cho nên nếu như xảy ra tình trạng người ở trong trại giam bị nhiễm COVID-19 thì chúng ta nên hiểu rằng tính chất lây lan của nó vô cùng phức tạp. Trong môi trường khép kín như vậy thì chúng ta hiểu rằng mức độ lây lan nó sẽ rất là nguy hiểm. Đồng thời chúng ta hiểu được một vấn đề nữa, đó là nếu như cán bộ nhân viên bị nhiễm bệnh từ những người nhà phạm nhân thăm nuôi, quá trình xử lý rất là khó khăn. Nếu các phạm nhân mà bị nhiễm COVID-19 thì trở nên nguy hiểm hơn nữa. Nguy hiểm ở đây chúng tôi muốn đề cập tới chính là tính chất đặc biệt là phải cách ly đối với người bị bệnh nhiễm COVID-19. Và trong cái điều kiện trại giam cơ sở hạ tầng đủ đảm bảo để được gọi là trại giam thì quý vị thấy rằng nó cũng rất là phức tạp. Chính vì vậy mà nó dẫn đến một cái khó khăn trong công tác quản lý nếu như để tình trạng bệnh từ bên ngoài có thể lây lan vào trong trại giam. Chính vì những yếu tố đó mà hiện nay thì cơ bản là đối với các trại giam trên cả nước thì đều tiến hành áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn. Do vậy, việc tạm ngừng thăm nuôi ở các trại giam thì theo như khía cạnh của chúng tôi, với những thông tin chúng tôi nắm được và đánh giá, chúng tôi thấy nó hoàn toàn phù hợp và nó thực sự là cần thiết. Bản thân chúng tôi thấy rằng khi mà trại giam áp dụng biện pháp như vậy, thì chúng tôi lại càng cảm thấy yên tâm hơn về cái tình hình sức khỏe của các phạm nhân nói chung và Hồ Duy Hải nói riêng. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là vấn đề về cán bộ quản lý trại giam. Cô Loan đã nhận định và chúng tôi đánh giá rằng cái việc nhận định của cô Loan hoàn toàn là chính xác. Trước đây thì chúng ta thấy rằng có thời điểm trại giam cũng có một số cán bộ làm khó đối với Hồ Sĩ Hải. Trong đó thì chúng ta thấy rằng thực chất cán bộ trại giam họ cũng là những con người vui vẻ. Và đương nhiên cũng không phải ai cũng là cán bộ trại giam, họ cũng đều gây sức ép cho tử tù. Mà theo như chúng tôi nghĩ, đó chỉ rơi rớt một vài trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có thể nó xuất phát từ cái mục đích cá nhân. Tức là vì mong muốn của anh moi tiền của người nhà tử tù cho nên anh tạo sức ép cho tử tù, buộc người nhà họ phải có những cái động thái bồi dưỡng rồi lại biết ý đấy là xuất phát từ mục đích cá nhân. Xuất phát thứ hai, nó có thể xảy ra ở trong thực tiễn, đó là chịu sự chỉ đạo của một cá nhân nào đó ở phía trên và bản thân cán bộ trại giam thì họ không có đủ sức để họ không thực hiện được mà bắt buộc họ phải thực hiện vì tính chất công việc. Vì nhu cầu cuộc sống, vì gia đình, đấy là hai yếu tố mà chúng tôi thấy rằng nó có trở thành yếu tố chính dẫn đến trong thời gian trước nó có những thời điểm, có những biểu hiện như vậy. Thế nhưng, nói gì đi chăng nữa thì chúng ta thấy rằng vấn đề cốt lõi là sau khi tiến hành phiên giám đốc thẩm và kể cả trước khi tiến hành, khiến ta thấy rằng hai cơ quan rất là quan trọng
đó là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đã lên tiếng phân tích rất nhiều về những vấn đề liên quan đến vụ án ở bưu cục Cầu Voi và Hồ Sĩ Hải. Đồng thời, các kênh thông tin cũng đã chia sẻ rất nhiều về nội dung này, do đó chắc chắn rằng các cán bộ quản lý trại giam họ cũng sẽ nắm được. Do đó mà chương trình của chúng tôi cũng đưa ra một vài những nội dung nhìn nhận. Và bản thân chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy rằng rất là yên tâm và yên tâm hơn khi mà cô Loan đã chia sẻ rằng lâu rồi không được vào thăm Hồ Sĩ Hải trong cái thời điểm mà cả nước đang áp dụng các biện pháp chống dịch Covid. Và đó là một số nhìn nhận của chúng tôi về vấn đề này. Còn quý vị thì nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Hoặc có thể gọi điện đến chương trình của chúng tôi để chia sẻ những tiếng nói của quý vị khán giả đến với toàn thể cộng đồng trong và ngoài nước. Và đó là một trong những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong video clip lần này. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.